Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Chúng ta đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng xem nghệ sĩ Trung Dân đang chuẩn bị như thế nào. Lần thứ hai trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Cậu kinh thân, nhưng mà không biết là mình sẽ rơi vào trong một cái trường hợp nào. Hy vọng là không làm lại trường hợp cảnh cảnh. Tôi muốn trường hợp là một người khác để tôi có điều kiện vui. Các em đi đây một chương trình để tất cả lại quả mong bất ngờ. Chúng ta phải sử dụng cơ khó, nhưng mà nó khó ở cái gì là sinh hoạt vô phòng đạo mới là cái gì nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cánh cửa của căn phòng số 3 cùng nghệ sĩ Trung Dân. Hoa với cây cây không lẽ đi cúng? Em không biết. Thôi bật mí chút xíu đi. Anh sẽ vào vai một người mà khi bước vào phòng, tay trái sẽ cầm đĩa trái cây, tay phải cầm hoa. Đúng không? Cái người mà tôi gặp á, có nói nhiều không? Người mà anh gặp ấy sẽ nói nhiều tùy từng trường hợp. Ồ, không sao. Nói nhiều mình có cách trị của nói nhiều. À, thế còn nói ít thì sao? Nói ít thì mình không nói luôn. Đâu mà bưng hoa với bưng trái cây vậy hả? Thì bà kêu tôi đi chợ mua hoa mua trái cây. Tôi không biết ngày này ngày gì mà bà kêu tôi mua đồ gì cúng. Cứ để đây đi. Tôi hãnh diện vậy ông hết sức vậy đó. Ai nói tôi gì mà hãnh diện? Ai cũng nói đó, chồng bà người ta gọi là Mr. biết hết trơn. Hồi xưa má ông đẻ ông cái kiểu nào mà ông ăn cái gì mà sao cái gì ông cũng biết hết trơn vậy hả? Biết được thể hiện qua cái ngôn ngữ. Má tôi rặn tôi chào đời, cái miệng tôi ra trước cho nên tôi biết hết. Đó vậy thôi. Ta đây, ông đừng có sưu tầm đồ tùm lum tà la trong nhà tôi, dọn dẹp tôi mệt muốn chết luôn vậy đó. Có gì đâu dọn dẹp. Đây nè, đây nè, cục đá gì mà nặng chết. Ông để ngay trên đầu giường á. Đáng lẽ là tôi cũng có lấy đá để trong giường đâu. Trong phong thủy của người Việt Nam mà để đá trong giường coi như là thua. Nhưng mà bữa tôi với bà ngủ trên giường. Rồi tôi với bà hung tôi mạnh quá sập giường, tôi ngồi dậy tôi đóng cái giường là không được, có tôi chạy ra sân không kiếm cái búa không được lấy cục đá đóng vô thì bữa để luôn tới giờ luôn đó chứ có gì đâu mà bà. Đá này nè là nó không hợp với khí âm, ông cứ để cái đá trong nhà vậy hoài á, tôi với ông không có hợp với nhau. Nói vậy là nói bậy, cái đá coi vậy chứ nó hợp đủ thứ hết. Tại sao hợp? Đá là nó hút năng lượng, bà để cục đá gần đống lửa bà bóc con nó nóng không? Có nóng. Mà để cục đá ngoài trời, trời mưa tuyết rồi cục đá nó lạnh không? Có lạnh. Vậy là nó hút nóng với hút lạnh, nó hút năng lượng vậy mà nó nói không được là sao? Thì để cạnh tôi nó hút hết năng lượng của tôi là vậy đó. Bà còn năng lượng hơn hút. Cả cuộc đời bà yêu tôi còn miếng năng lượng nào đâu mà bà nói còn mà hút hả? Ông nghĩ sao tôi không còn năng lượng? Vấn đề là cái vậy đó nè. Là thuộc dạng hồi dương của tình yêu. Quỷ sức à? Đây là vợ chồng mình nè, hai ông khỉ già cứ dòm nhau hoài, con cái không có. Tôi buồn là buồn cái chuyện đó thôi. Con cái không có là tại bà. Tại ông. Bây giờ tôi hỏi nè. Sao? Tại sao tôi không đẻ được? Tôi đang hỏi ông câu đó đó. Trời đất ơi, tại sao bà đẻ không được? Tôi cũng muốn phối hợp để cho bà đẻ mà bà đẻ không được. Lý do là phải coi lỡ bà. Người ta nói là mua heo thì chọn nái, mà lựa gái thì chọn dòng. Tôi hồi đó tôi yêu bà quá cho nên tôi không có kiểm tra ở cái phần nách nè, xuống đây có cái eo nè, cái này nó nở nè, xuống nè. Nay nở thì người đàn bà đó đẻ con rất sai, mà tôi quên, bữa đó tôi quên kiểm tra cái nay bà cho nên giờ chấp nhận yêu là phải biết hy sinh. Hy sinh cái gì? Cái nay tôi dày mà sao tôi không đẻ được? Vấn đề là tại ông đó. Bà nói tại tôi là bà sai, bây giờ tôi chỉ bà gặp Quang Minh là bà biết bà đẻ được hay không à? Tôi cũng biết có một mình ông mà Quang Minh dính líu gì. Dính
chuyện đó. Không có dính líu, tôi dính líu với ông thôi. Ngồi xuống đây tôi nói cho mà nghe, con vũ cá mình không có. Hôm nay tôi mới tính bàn với ông một cái câu chuyện quan trọng lắm. Mình chuẩn bị tổ chức cái đám ma của tụi mình. Hả? Làm việc mình vậy? Bà nghĩ làm sao mà tôi với bà hôm nay chưa được 70 mà tính làm đám ma? Tính đi là vừa. Người ta đây đám cưới người ta còn tổ chức, người ta còn chuẩn bị đủ thứ, đám ma mình cũng phải chuẩn bị luôn. Cho nên hôm nay tôi mới bàn với ông đây nè. Tôi có nhắn gọi một cái người coi như là bên dịch vụ mai táng tới, mình bàn coi cái đám ma mình phải như thế nào nghe. Alo, dịch vụ mai táng hả? Ồ, tới chưa? Tới rồi hả? Vô đi, vô đi cưng. Người ta tới bây giờ đó. Dạ. Được không? À, trời ơi, ông nhìn mặt chắc bệnh nặng lắm mà ông, thiệt là tội quá đi. Dạ, mình lo sai vậy là đúng đó. Nè. Dạ. Hai vợ chồng vợ già rồi, đơn chiếc thì cũng muốn khi mà nằm xuống thì hậu sự cho nó đàng hoàng. Dạ. Nói chung là bên con là cái gì cũng có, từ A tới Z. Mà cũng nghe cụ bà nói là như nhà mình thôi là neo đơn không có ai hết. Đúng rồi. Là bên con là lo luôn tất tần tật luôn, kể cả là con cháu đứng điếu, đứng phụ, đứng khóc mướn đầy đủ. Coi như đám ma trọn gói á. Dạ trọn gói luôn bây giờ. Từ A tới Z tính nhiều. Tiền bạc không quan trọng. Thôi thôi cứ nói giá trước đi, từ A tới Z đám ma đó nhiều. Chứ nửa chừng rồi lên xuống giá bất thường, không lẽ tôi ngồi vậy trong hòm ra tôi chửi lộn. Nói chung thì về như thế này. Đầu tiên là mình phải tính tới là thứ nhất là cái như cái hòm. Rồi bây giờ đó. Ông muốn hòm sao? Hòm có mùi thơm hay là hòm không có mùi thơm? Bà chắc chưa chết lần nào, không có kinh nghiệm nè. Ai mà kinh nghiệm chết bây giờ? Hòm là mình phải tính. Thứ nhất là hòm Quỳnh Đường là cây tốt nhất. Quỳnh Đường giờ là phải mấy trăm triệu. Cái gì? Mình ở nhà gỗ, mình chết nhà gỗ cho nó sang. Dạ. Rồi hay cái đó được đó ông. Thôi bà. Sao vậy? Chết mua cái hòm Quỳnh Đường rồi mốt mắc nợ xuống tới dưới nó đòi làm sao? Chết đòi ai mà đòi nợ mình được? Nói vậy là sai. Sao vậy? Sống mình chia sẻ. Đừng có để người ta mắc nợ. Mình mắc nợ lỡ trần gian này mình khó đầu thai lắm, hiểu chưa? Ê, có hòm kiến không? Kiến năm ly, kiến cường lực. Chi vậy? Bỏ tao vô hòm kiến, rút hết oxy, tôi nằm một cái tư thế là thông dong. Nó đẹp lắm. Bà có thấy người ta chụp hình nu để mà ta bảo vệ môi trường không? Tôi chết tôi cũng muốn nu để tôi bảo vệ cái hòm kiến của tôi. Rồi vậy là hòm kiến nước định hai. Cái hòm kiến kính cường lực 5 ly. Dạ. Kính trăm nha. Rồi rồi. Mà ngang cái hòm á, cái phần mà để ấy đó. Dạ. Thì phải làm cho nó mờ lại. Cũng gắn đèn led vô cho nó chiếu chiếu vậy không đó. Không có. Chỗ mình nằm mà cái chỗ này nè. Dạ. Mình phải có cái caro, có mờ caro, caro. Dạ. Đừng chi biết không? Khi người ta đến người ta nhìn cái xác, người ta tò mò, người ta phải khum lên khum xuống người ta coi. Cái đó là nó kích thích cái hãnh diện của người đang chết đó. Mình cứ không giống mình nhìn cuộc đời đi. Ai nhìn nhìn kệ hả? Cứ dạ rồi đi. Rồi là hòm kiến. Hòm kiến có caro. Có caro phần nhạy cảm. Ông muốn hình tam giác thì hình vuông thì cũng che vừa đủ rồi. Thôi cái hình này. Thôi ông nhà chừng chút xíu là đủ rồi. Bà nói vậy sao được? Tôi rành ông lắm mà, chừng đường chỉ là được rồi. Không được. Không phải tự bằng cái cảm thu phí chứ bà nói gì cũng vậy. Bây giờ đi vô vấn đề tiếp theo là để hình như thế nào. Dạ, dạ. Đó, tôi chuẩn bị hết rồi, có cái khung đây nè. Bây giờ mình để làm sao nè? Bà tính để trước cái hòm của tôi cái khung như vậy đó hả? Đâu là mày vô mày đứng coi. Thôi, con đứng vô ai ngắm cho con. Ê, để con chuyên gia con ngắm cho. Nè, dịch vụ mai táng là phải biết chiều khách nha. Khách kêu mày chết mày cũng phải chết nha. Vô đứng đi. Không phải đứng cái tướng chụp hình thẻ. Thôi ghê đó mọi người. Mày phải chiều khách chứ. Rồi mày cởi áo ra coi. Thôi cũng không làm được đâu. Mày phải chiều khách. Cởi ra tao coi coi. Thôi. Tao mấy tao quỷ hợp đồng à. Thôi thôi trời ơi. Thôi ghê. Không có được tôi thử bà. Sao đó vậy? Bà cũng phải lên đó bà cởi luôn đó. Thôi bây giờ con đi về bà ơi. Con cũng thấy ông sợ quá con về. Ê con còn nghe kinh nữa chứ. Đó. Kinh đọc kinh gì? Kinh gì? Ông muốn kinh nước nào con chơi kinh nước đó. Tụng trực tiếp hay là tụng gián tiếp nó có vấn đề đó nữa. Con mở máy thời công nghệ con bấm bluetooth nó vô nó kêu ầm ầm nó lo. Không, tôi là tôi già, tôi chết mà nó mở cái máy tụng kinh đó là cái máy đám ma nào cũng có một cái giọng tụng kinh đó. Tao hỏi mày chết trôi cũng có bài đó, chết treo cũng có bài đó, thấy không? Xe đụng cũng có bài đó. Ê tao già tao chết cũng bài đó. Mày tao muốn ca sĩ khác mày đâu ghét vậy? Con muốn ca sĩ nổi tiếng không thâu bài mới cho ông luôn. Nhưng có một cái điều tôi không muốn. Mà làm ơn đừng rước BD về múa hát ôm sùm. Trời có coi kia mà anh tôi sợ lắm. Nhớ về chưa? Ờ, xong ghi rồi đi về được rồi. Cái... Thôi vậy con xin phép con về nha. Rồi, vậy con biết ý ông rồi hen. Ông bà cho con cái ngày đi. Ngày hả? Vậy bà muốn bữa nào bà chết bà nói đi. Tôi phận gái theo chồng, bữa nào ông muốn là tôi theo ông. Vậy hả? Ờ. Thôi để ta tính lại đi. Rồi có gì gọi cho con. Ờ.
Rồi rồi, cảm ơn nghe con. Tính tiền dạ. Rồi gọi bà nghe con. Dạ, dạ. Tính tiền rồi gọi. Bà nghĩ làm sao? Tôi còn yêu đời phơi phới như vậy, tự nhiên cái bà kêu tôi chết. Yêu đời thì yêu đời chứ, hai vợ chồng mình có hai người à, thì phải lo. Ông linh hoạt ở ngoài đời như vậy đó, cứ về nhà đun cái nồi nước sôi đun cũng không xong nữa. Bây giờ cho nên ta nói ngày đêm tôi cầu, tôi khẩn à, tôi cầu làm sao để cho ông chết trước tôi á. Bà nói thiệt hả, bà nói chơi? Tôi nói thiệt. Ông vụng về quá à, đun nồi nước sôi cũng không biết đun, rồi lấy cái miếng cơm ra ăn cũng không biết nữa. Tôi phải múc cơm cho tôi để rồi ăn cho tôi bài như vậy. Rồi nếu lỡ tôi chết trước đó, ai lo cho ông? Bởi vậy cứ cầu khẩn ông chết trước đi, để tôi lo cho. Cho cúng cho tụng lên niệm tôi hòm kiếm, không có bê đê bê điếc gì tới hát cho ông, cho ông ấm lòng. Ông đi rồi tôi tính tiếp. Bà, bà nhớ cái hồi mà tôi với bà gặp nhau ở xứ Cà Mau không? Tôi thấy bà chèo trên cái chuồng ba lá, rằng bà con gái ốm yếu mà bà đặt chèo hai mái. Tôi thấy cái dáng của bà nó thon thả, nó mảnh mai. Gió chiều dưới sông ông đốc nó thổi bật lên tóc của bà phất phới ở phía sau. Hai con mắt của chiếc ghe của bà nó nhỏ xíu, nó lướt ngang qua tôi. Tôi chưa kịp nhìn nó thì cái dáng của bà đã tấp tới rồi. Tôi nhìn theo, nhìn suốt cho tới cái khúc cua sông, xuồng của bà quẹo khuất cái bụi dừa nước. Không biết âm ứng bà hành gì lúc đó, tự nhiên cái tôi hát: nghe nói Cà Mau đẹp lắm, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Tôi bước xuống cái ghe bự, quên trên người mặc quần cà lón mà không có cái áo thun, lội ngược vô bờ, chạy mét thêm mé biển đó đến cây cua thì tôi mới phát hiện bến nước ở nhà bà. Tôi yêu bà từ cái thở đó, dân thương hồ mà. Thời giặc giả, đám cưới tôi với bà đâu có cái gì, hai cái bần, dĩa muối ớt, hai con cá linh, vậy mà sống tới nhau bây giờ. Bấy lâu nay tôi không nghe bà nói gì hết, bà vui vẻ bà cười, bây giờ sao bà nói cái câu là bà cho tôi chết trước. Để bà lo cho tôi. Tôi không thể nào tôi làm được chuyện đó đâu. Không, bà phải đi trước. Ông phải đi trước tôi. Bà đi trước, tôi phải lo cho bà một yên mã đẹp. Hai vợ chồng để mình con đi trước. Mày về đây chi mày? Tía xuôi mái chèo Cà Mau con trở về với thị thành. Ngày hôm nay con đến đây là để con đòi phải trái với tía. Đòi gì? Chỉ đòi một ít tiền để con trả nợ thôi. Thằng con riêng của ông mỗi lần về là nó đòi tiền, mỗi lần về nó đòi tiền đó. Con riêng nào? Thằng này là tôi lượm ở ngoài sông đó. Mày có nghe cái câu người ta nói là đồ trôi sông lạc chợ không? Mày là cái thứ đó đó. Tía nói vậy là tía rủ bỏ trách nhiệm. Tao không có rủ, tao đủ đầy trách nhiệm với mày rồi. Rõ ràng là má con, ngày nào ba cũng nói là tía với bà ngày xưa hai người với nhau có con rồi, bây giờ tía phải theo bà này để cho gia đình có tiền. Sao là bây giờ tía giả bộ tía nói con là lượm về tía bỏ con hả? Bây giờ con đỡ nần ngập đầu rồi, tía không lo tía bỏ con hả? Nè, mày nghe cho kỹ. Con đứng con nghe kỹ lắm. Con róc sẵn lỗ tai, con để xuống lòng sông rửa sạch, để 7 ngày cho nó trôi dần rái tai ra nghe kỹ nè. Cuộc đời của tao, tao chỉ yêu có một người. Bà này, bà đau, bà đau này thôi. Tại sao hồi xưa tía hốt má con? Tao không có hốt má mày. Bầu đó đó, má mày cua tao nha mày. Tao không chịu nha. Thôi đừng nói. Thôi qua ba mày giờ la lên là tối ba mày ho à. Bây giờ ông sợ tôi, ông nói nó con nuôi hay gì cũng được. Bây giờ anh dày vậy? Hai vợ chồng mình không có con có cái, hai vợ chồng mình mà có đi đó, để nhờ nó thờ cúng. Tôi không có thờ bà. Đó, bà nghe chưa? Cha tôi mà có quá cố, có về với đất mẹ thì tôi để vô hũ cốt, đẩy lên chùa. Lâu lâu năm về tôi thỉnh cho ông nén. Con ba, 3 giây đồng hồ tôi đẩy bà vô quả táng rải nhẹ bà xuống lòng sông. Nó
nghĩ gì. Bà có phải mẹ tôi đâu mà tôi thờ với thượng. Tôi nói với bà rồi, tánh khí nó là tôi biết. Bà ôm ấp, bà nuôi nó, bà cho nó uống sữa, bà rồi bây giờ. Tía nói gì vậy? Bà chưa cho con uống một giọt nước nào. Mà tía nói bà nuôi con. Mày nói má của mày nuôi mày hả? Chứ gì nữa. Không dám đâu, bà này mới nuôi mày nè. Còn cái lúc mà bà này đang nuôi má mày ở bên Mỹ đó. Làm cái gì mà có nuôi mày? Ông à, bao nhiêu lần mỗi tháng tôi đưa tiền ông mà rồi ông đưa qua nhà nó. Tại sao bây giờ nó nói là không nuôi làm sao ông? Bà có đưa tiền cho tôi. Đó. Nhưng mà thật sự lúc đầu tôi có đưa. Lúc sau tôi không đưa nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó có con Harry Won lo rồi. Thì mới nói cái con gì vậy? Cái con đó mày rành hơn tao mà sao mày hỏi? Cái con nó liên quan gì tới cuộc đời con? Cuộc đời con nè là dân trôi sông lạc chợ như tía nói. Bây giờ thiếu nợ con chỉ biết con về, con kêu tía trả giùm con. Còn tía mà không trả, giang hồ nó tới giật sập cái nhà này, nó luộc bà này. Tía tự chịu trách nhiệm. Tía biết anh bắt chó điên không? Ảnh qua mà ảnh hốt nha. Cỡ bà này hả, ông đài ra biệt xứ lao động cho chết. Mày thách tao hả? Thách tao đâu sao? Mày con tao chứ không phải mày cha tao đâu. Bây giờ mày giỡn mặt phải không? Bây giờ tía giải quyết cho con đi, không tôi cũng chết trước mặt cho tía coi. Mày chết đi. Bây giờ đứng giữa trời con tuyên bố như thế, con rút lại lời chết. À, vậy đi. Con không chết nữa. Chết rồi, bắt chó điên vô. Con tìm tới nhà tía ơi. À, tao phá cửa luôn rồi, không có vô được đâu. Ở đây là tao luôn mày nè, chứ mày đừng có nói. Có nước nè, đúng rồi, đúng rồi. Mày nằm xuống đây, mày nằm xuống đây. Mày đưa cái phần mềm mày lên. Cứu bà cứu tôi đây. Bà đứng đó bà coi tôi xử nó nè. Bắt chó điên ai? Bà muốn bà chết nó thờ phượng bà phải không? Tôi muốn nó thờ bà bằng cái tâm. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối. Bữa nay nếu mày trả lời mày giải quyết được hết cái này thì tao với mày còn tình cha con. Còn hay không thì thôi coi như là cắt đứt chứ không phải là khiến nha mày. Tía chịu trả nợ cho con thì còn thờ bà luôn. Mày làm gì mà mắc nợ? Trừ đó banh, cá độ. Tiền mồ hôi nước mắt làm ra khó khăn tại sao mày lấy mày chơi cá độ? Thì bây giờ con chơi cá độ con cũng đổ mồ hôi nước mắt con coi nó, con coi nó đá chứ bộ. Tại sao mày không chọn một cái môn thể thao nào nó nhẹ nhàng hơn mà nó ít tiền hơn mày đi chơi đá banh? Chứ chơi môn thể thao nào nhẹ nhàng? Banh đũa. Sao mày không phải? Nó mà chơi banh đũa là mấy đứa con gái chơi. Sao mày không chơi đá gà? Đá banh thua xong rồi ôm cái banh khóc lóc có người tự giận. Còn có đá gà thua một cái xanh gà gì nấu cháo ăn có lời không phải không? Cha con giận nhau quá chứ vậy. Thì bởi vậy cha con mà không giận nhau sao vô phòng này? Giờ con nói cho tía nghe, bây giờ một lát nữa ông bắt mà ông lợi. Ông đòi nợ, con đã lỡ nợ rồi. Bây giờ tía phải cứu con. Tía không cứu con chết. Trời ơi. Mày cứ kêu bắt vô đi. Có ai ở nhà không? Không ai vậy, ai vậy con? Giang hồ đó, giang hồ. Bây giờ con núp bà, con núp bà. Đừng có ai sợ cái gì hết trơn. Mày núp đi. Để tao bích, bà vô buồn mà trốn đi. Bà vô buồn mà trốn đi. Bà vô buồn mà trốn đi. Không biết là bà mở cửa. Chờ tôi chút tôi lên bàn thờ, tôi đứng lại yên ổn. Em nói với anh Trung Dân nhá, là chưa bao giờ em máu diễn như hôm nay. Thế mà anh cũng không cho em diễn luôn. Chưa bao giờ xuống bắt được một giây nào. Chưa được một giây nào mà chỉ đứng ở ngoài kia. Mà anh đứng lên, anh lên bàn thờ thì em còn diễn với ai. Bây giờ sẽ là phần nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Cảm ơn chị Hồng Đào. Cảm ơn Trấn Thành, Trương Thế Vinh. Đối với cái phòng này, với cái thử thách này, với vị khách mời này và những cái phần xử lý tình huống anh Trung Dân, em xin giơ lên hai tay em đầu hàng chứ em không còn gì để nói nữa. Bi cũng có, hài cũng có, đủ các kiểu hết. Và tất cả mọi cái em tưởng như là tập mà mình tập cũng rất là lâu, cũng chưa chắc nó đã ra cái miếng. Và cái miếng cuối cùng em cười muốn té cái nách luôn. Lúc đầu kêu đừng ai trốn hết, sau cuối cùng suy nghĩ ra chuyện gì á, mày chui vô đó đi, bà chui vô phòng đi, tôi lên bàn thờ. Trời ơi em muốn xỉu luôn á. Thôi em không còn gì nói với anh nữa, cảm ơn anh. Thành đứng bên trong, Thành bái phục á, là cái đoàn chị Đào chuyển qua Bi.
Hay ông quá. Nghĩ đâu một cái đoạn văn ông tả cuộc đời ông mối tình ông với chị Đào y như là ông viết sẵn ở trong đầu. Cái áp tưởng tượng của Trung Dân gió quá tuyệt vời. Gió ở gì đó sông Đốc thổi lên rồi mái tóc bà bay rồi lách qua đoạn dừa nước thì trời ơi nó đẹp. Chưa cái chi tiết này tôi mới hết hồn nữa nè. Mày làm cho tao cái hồn kiến nhưng mà chỗ đó mày làm mờ mờ. Để cho người ta vô, người ta muốn nhìn lên, người ta qua vậy. Thưa rồi, quý vị, đó là lý do vì sao tôi mới nói đây là thần tượng để Trấn Thành phải bước vào nghề diễn xuất. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.